Anh em đã từng thấy chiếc laptop nào mà tỏa ra hương thơm nước hoa chưa? Tiếp nối cuộc chiến AI PC thì mới đây anh bạn hàng xóm Trung Quốc của chúng ta đã tung ra CPU có NPU đạt 45 TOPS. Và đó là những tin tức nổi bật trong số Laptop World Tech News số 33 ngày hôm nay. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop World Thế giới công nghệ. Và mình là Thanh Thủy, hãy cùng mình đi điểm qua những tin tức hot nhất trong thời gian vừa rồi nhé. Và không chần chờ gì nữa, bắt đầu thôi. Trước khi đi vào video chính thì mình xin phép vài giây quảng cáo. Nếu như mà anh em đang cần tìm mua những chiếc laptop để phục vụ cho công việc cũng như là học tập thì có thể ghé qua Laptop World chúng mình. Chúng mình có rất nhiều mẫu mã khác nhau để cho anh em lựa chọn nhé. Và thôi, vào vấn đề chính ngày hôm nay nào. Mới đây thì Asus đã có sự kết hợp với hãng thời trang kiêm hãng nước hoa Anasui và cho ra mắt chiếc Asus Adonbook 14E. Tính độc đáo của chiếc laptop này ở khả năng tỏa hương thơm. Máy có một ngăn tròn trên nắp cho phép người dùng đặt một gói nước hoa vào đó, tạo ra hương thơm nhẹ nhàng. Sản phẩm thì hợp tác với thương hiệu thời trang Anasui cung cấp các gói hương thơm này. Nhìn về ngoài thì đúng là chiếc laptop này được thiết kế đặc biệt để thu hút chị em phái nữ, với lớp vỏ màu tím và các biểu tượng như bươm bướm cùng thông điệp sống đam mê trên thanh cách của bàn phím. Bên cạnh đó, Asus Adon 14E còn sở hữu màn hình với kích thước 14 inch, độ phân giải 2.8K, tấm nền OLED và tần số quét lên tới 240Hz. Phủ màu là 100% DCI-B3 và Delta E là dưới 1 cho độ chính xác màu cao. Còn cấu hình đi kèm sẽ là Ryzen 9 8945HS 32GB LPDDR5X với băng thông lên tới 7500MHz, 1T SSD. Hơn nữa, máy cũng sẽ có dung lượng pin lên tới 75Wh cho thời gian sử dụng có thể lên tới 14 tiếng. Hiện tại thì sản phẩm chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc với mức giá khuyến mãi là 6.999 tệ, quy ra tiền Việt khoảng 24,5 triệu đồng, giảm so với mức giá gốc là 8.199 nhân dân tệ. Cả bộ sản phẩm sẽ bao gồm nước hoa của Anasui với dung tích là 50ml này, túi đựng laptop thời trang, chuột và một số sticker. Nếu để nói về màn hình và cấu hình thì với cái mức giá là 24,5 triệu đồng phải gọi là quá rẻ anh em ạ. Và mình cũng có một chút hơi hỏi chấm một tí là tại sao màn hình tần số quét lên tới 240Hz cho một chiếc Ultrabook nhỉ? Không biết là hãng có ghi nhầm gì không? Nhưng mà nếu mà thật như thế thì phải gọi là quá thế giới đi rồi. Nhưng mà hơi tiếc một chút là cái dòng sản phẩm này thì chỉ được phân phối tại thị trường Trung Quốc mà thôi. Sau những nỗ lực nào là ngừng hỗ trợ update Windows 10 thì mới đây Windows 11 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi mà vượt qua ngưỡng 30% thị phần hệ điều hành Windows lần đầu tiên kể từ khi được ra mắt vào năm 2021 dựa trên số liệu từ StatCounter. Cụ thể, Windows 11 đạt mức thị phần kỷ lục 30,83% vào tháng 7, tăng 1,08 điểm phần trăm theo tháng và 7,17 điểm phần trăm theo năm. Vào cùng kỳ năm ngoái thì thị phần của nó chỉ là 23,66% mà thôi. Ngược lại thì Windows 10 đang mất dần thị phần, còn 64,99% trong tháng 7, giảm 1,06 điểm phần trăm so với tháng trước và giảm 11,15 điểm so với cùng kỳ năm trước. Hệ điều hành này thì sẽ không còn được hỗ trợ sau khoảng 1 năm nữa, do đó thì thị phần dự kiến sẽ giảm nhanh hơn nữa trong những tháng sắp tới. Tuy nhiên thì các chương trình cập nhật mở rộng từ Microsoft hoặc là bên thứ ba có thể giúp hệ điều hành này tiếp tục tồn tại trong nhiều năm tới, như là mình đã đề cập đến Zero Park trong số New 32 trước đó đấy. Cá nhân mình thì cũng dùng Windows 11 từ cuối năm 2021 và mình cảm thấy là trong suốt quá trình thời gian mà mình sử dụng thì nó cũng không gặp lỗi hay là vấn đề gì cả. Chắc là tại mình dùng hát tay, thế nên là anh em cứ dần dần mà làm quen với Windows 11 đi thôi nhá. Hiện tại thì mức giá của những chiếc laptop sử dụng chip Snapdragon đang khá là cao và hơi khó tiếp cận. Và để giải quyết cho vấn đề này, đích thân Qualcomm đã hứa hẹn rằng vào năm 2025, những chiếc laptop chạy chip Snapdragon sẽ chỉ có giá là 700 đô, tức là khoảng 17,5 triệu đồng, một mức giá cực kỳ phổ thông và dễ tiếp cận. Đích thân CEO của Qualcomm, Cristiano Amon, phát biểu trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 3 của công ty rằng khi hướng tới năm 2025, ngoài những thiết kế mới, thì lộ trình sản phẩm giống X của chúng tôi sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu về PC có giá bán lẻ thấp tới 700 đô la mà không ảnh hưởng đến hiệu suất NPU. Vậy nếu đúng như những gì ông Amon đề cập thì sắp tới chúng ta sẽ có những chiếc laptop chạy Snapdragon giá rẻ, không giống như hãng laptop nào đó ra chiếc laptop đầu tiên phải sau mấy năm thì giá mới thơm và dễ tiếp cận. Tin tức tiếp theo thì cũng đến từ nhà Asus khi mà hãng này đang dục dịch chuẩn bị cho chiếc ROG Flow Z13 phiên bản của 2025 sử dụng chiếc AMD Strix Halo thế hệ mới. Được biết thì chiếc tablet này sử dụng CPU có TDP lên tới 30W và GPU có TGP là 80W.
Đây sẽ là một điều đã khá đáng lo ngại về nhiệt độ, bởi bản thân chiếc tablet này thì có kích thước chỉ 13 inch. Vậy nên là hãng đã có một giải pháp mới bằng cách thay thế CPU và GPU bằng một khuôn duy nhất. Đồng thời, trọng lượng của chiếc tablet này thì cũng sẽ tăng đáng kể nữa và tiếng quạt thì cũng sẽ ổn hơn. Và mình nghĩ là Acer sẽ phải giới hạn điện năng tiêu thụ của chip AMD Threadripper xuống để đảm bảo cho chiếc máy tính bảng này không bị quá nhiệt. Và đến với tin tức cuối cùng trong số news ngày hôm nay thì đó là việc anh bạn hàng xóm Trung Quốc của chúng ta thì mới ra mắt chiếc CPU có NPU đạt 45 TOPS. Chisin Technology, một công ty công nghệ Trung Quốc thì đã giới thiệu Chisin P1 hay là CP8180, chính là CPU tập trung vào AI đầu tiên trong khu vực Trung Quốc. Con chip mới này thì nhằm mục đích phá vỡ thị trường trong nước bằng cách tận dụng xu hướng PC AI đang phát triển có tới 45 TOPS. Theo IT Home, Chisin cần 15 tháng nghiên cứu và phát triển, 4 tháng sản xuất và 3 tháng thử nghiệm cho CPU đầu tiên của họ. Chisin P1 thì sử dụng kiến trúc dựa trên ARM, tương tự như CPU Snapdragon X Elite thành công của Qualcomm. Được xây dựng trên quy trình 6 nanomet, thì con chip này tự hào có cấu hình CPU ARM 12 lõi với 8 nhân P và 4 nhân E và với xung nhịp tối đa là 3.2 GHz. Các tính năng chính của Chisin P1 thì bao gồm: đầu tiên là sức mạnh tính toán AI lên tới 45 TOPS, tương đương với các tiêu chuẩn do Ryzen AI 300 của AMD, Lunar Lake của Intel và CPU Qualcomm Snapdragon X đặt ra. Tiếp theo thì CPU sẽ đạt chuẩn Copilot cộng này. Ngoài ra thì CPU cũng hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5 6400MHz lên đến 64GB. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có khả năng hiển thị độ phân giải lên tới 4K và ở 120fps. Nó cũng sẽ hỗ trợ giao diện PCIe 4.0 và có thể kết nối được USB Type-C. Mặc dù thông số kỹ thuật thì có vẻ cạnh tranh trên lý thuyết, nhưng mà các điểm chuẩn thì vẫn chưa xuất hiện, khiến việc so sánh trực tiếp với các đối thủ như là AMD và Qualcomm trở nên khó khăn. Tuy nhiên thì các tính năng của chip cho thấy là nó được định vị tốt để áp dụng trong ngành và có thể thách thức các đối thủ đã thành công trên thị trường PC AI. Và đó là tất cả những gì trong số Laptop World Tech News số 33 ngày hôm nay rồi. Và anh em thấy những tin tức ngày hôm nay như thế nào? Để lại dưới phần comment cho mình cũng như mọi người được biết nhé. Và video đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho Laptop World chúng mình một like, một share và một sub. Và anh em đừng quên là hãy ghé qua Laptop World để sắm cho mình những chiếc laptop phù hợp nhất với nhu cầu cũng như là tài chính của anh em nhé. Và mình là Thanh Thủy, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye.